Kinh Trung Bộ, bài kinh số 17, kinh Khu Rừng, Vanabathana Sutta, Hòa thượng Thích Minh Châu, Việt dịch. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Chư tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn về khu rừng. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. Thưa vân, bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống tại một khu rừng nào? Tỷ kheo sống tại khu rừng này. Các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách vượt chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng này cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Chư tỷ kheo ấy cần phải suy nghĩ: Ta sống tại khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ác vượt chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Này các tỷ kheo ấy phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại ngay lúc ban ngày hay lúc ban đêm. Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống tại một khu rừng nào? Tỷ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách vượt, chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỷ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: Ta sống tại khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách vượt chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì đồ ăn khất thực mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì sàn tọa mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Nhưng trong khi ta ở tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, tâm chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược, chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Này các tỷ kheo ấy chỉ với suy tính này, phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại. Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống tại một khu rừng nào? Tỷ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược, chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Nhưng những vật dụng cần thiết cho đời sống một người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật này kiếm được một cách khó khăn. Chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược, chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Nhưng những vật dụng cần thiết cho đời sống một người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật này kiếm được một cách khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì đồ ăn khất thực mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì sàn tọa mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng trong khi ta ở tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược, chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Này các tỷ kheo ấy chỉ với si tính này, phải ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi. Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống tại một khu rừng nào? Tỷ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược, chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỷ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược, chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỷ kheo ấy phải ở lại khu rừng cho đến trọn đời, không được rời bỏ. Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống tại một làng nào? Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống tại một thị trấn nào? Chư tỷ kheo,
Ở đây tỷ kheo sống tại một đô thị nào? Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống tại một quốc gia nào? Ba chấm. Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống gần một người nào? Tỷ kheo sống gần người này. Các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách vượt chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng này cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng này cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Chư tỷ kheo, vị tỷ kheo ấy ngay trong phần đêm ấy hay ngay trong phần ngày ấy không phải xin phép, cần phải bỏ ngay người ấy mà đi, không cần theo sát người ấy. Chư tỷ kheo, tỷ kheo sống gần một người nào? Tỷ kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách vượt chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy cần phải suy tư như sau: ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì đồ ăn khất thực mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì sàng tọa mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách vượt chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy chỉ với ước tính này cần phải bỏ người ấy mà đi, không có xin phép, không có theo sát. Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống gần một người nào? Tỷ kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an trú, được an trú. Tâm chưa được định tĩnh, được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách vượt chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Nhưng những vật dụng cần thiết cho đời sống một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa,
dược phẩm trị bệnh, những vật này kiếm được một cách khó khăn. Chư tỷ kheo ấy cần phải suy tư như sau: ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, nhưng những vật dụng cần thiết cho đời sống một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tỏa, dược phẩm trị bệnh. Những vật này kiếm được một cách khó khăn, nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì đồ ăn khất thực mà ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì sàn tọa mà ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, chư tỷ kheo, ấy chỉ với suy tính này cần phải theo sát người ấy, không được bỏ đi. Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống gần một người nào, tỷ kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an trú, tâm không định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỷ kheo, ấy cần phải suy tư như sau: ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỷ kheo, ấy phải trọn đời theo sát người này, không được bỏ đi, dầu cho có bị xua đuổi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, những tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn. Kinh Khu Rừng, Kinh Trung Bộ, số 17. Hết.